Làm hành động tưởng bình thường ở hầm xe giữa đêm khuya, cô gái khiến hai người lạ chạy bán sống bán chết. Một cô gái có ý tưởng hơi lạ lùng là mặc nguyên một bộ cổ phục thời đường, đi thêm hài thêu hoa xuống hầm xe vào lúc đêm khuya để hát. Vì độ rực rỡ của bộ cánh nên cô nàng quyết định hát bài hì. Dưới hầm xe tầm này đã vắng người, không gian rộng và vang, cực phù hợp cho việc luyện thanh của cô. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cô khẽ khẽ cất tiếng hát ngân nga, tựa như tâm tư của tân nương tử trong ngày xuất giá. Đoạn đầu có vẻ khá ok, cho tới lúc Phiêu và Ngân đáng đá thăng hoa, cô lấy hết sức bình sinh để ngâm nga đầy da diết, cho tới khi... Hai cô cậu nhìn thấy cô mà tựa gặp ma gặp quỷ, chạy bán sống bán chết. Ôi trời ơi. Cũng phải thôi, đêm khuya thanh vắng, hầm xe vắng vẻ lạnh lẽo, nghe tiếng hát thê lương vốn đã rờn rợn, ai dè còn bỗng mọc đầu ra một bà mặc đồ cổ trang đứng một mình như này. Phải tôi thì tôi cũng chạy. Bên dưới đoạn bình luận, mọi người đã để lại những câu đùa dí dỏm như sau. Trong hồi ký của hai con người đáng thương ấy, họ có viết: hầm xe canh ba, nữ quỷ thét gào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.